Xin kính chào quý vị. Nếu như một ngày nào đó quý vị có thời gian và chúng ta soạn lại tủ đựng phụ kiện của mình và phát hiện ra chúng ta có khá nhiều những sợi dây thắt lưng không còn sử dụng được nữa, chẳng hạn như là bị bung keo, rồi bị hư phần móc khóa, hoặc có thể là những sợi dây thắt lưng này không còn hợp mốt, bỏ đi thì thấy hơi tiếc, vậy chúng ta có thể tái sử dụng hay không? Hãy cùng với một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay thử đưa những sợi dây nịch, những sợi dây thắt lưng này quay trở lại với những hoạt động thường ngày của chúng ta nhé. Và đầu tiên, chúng ta sẽ cùng thử xem ở nhà mình có những chiếc túi đã bị hư mất phần quay hay không. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng với Diễm Loan, chúng ta thử kết hợp những sợi dây thắt lưng cùng với những chiếc túi mất quay này nhé. Trước tiên thì hiển nhiên chúng ta sẽ cần có những chiếc túi như thế này. Và chúng ta hãy chọn cho mình một vài sợi dây thắt lưng trong số những sợi không còn sử dụng của chúng ta. Ví dụ Diễm Loan sẽ chọn đây, sợi dây thắt lưng này. Phần mặt khóa đã có màu hơi xỉn một chút và do đó nếu như chúng ta dùng để làm thắt lưng thì nó không được đẹp. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng để làm quai túi xách thì chiếc móc khóa này vẫn có thể tái sử dụng được đấy. Trước tiên thì chúng ta hãy tìm thêm xem mình còn một vài sợi dây thắt lưng khác hay không. Ví dụ như sợi dây này, quá cũ và còn bị bung keo nữa. Diễm Loan sẽ dùng một đoạn ngắn được cắt ra từ sợi dây này đây. Phần sợi dây da nhỏ này Diễm Loan sẽ dùng để làm một chiếc móc giúp cho cái phần dây nịch của chúng ta có thể kết nối lại với phần túi xách. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng kim chỉ. Bạn hãy may phần dây da nhỏ khi nãy vào bên hông của chiếc túi. Chúng ta sẽ có thể dùng cái phần khoen tròn này đặt vào chính giữa của phần sợi dây da mỏng khi nãy. Và bây giờ thì chúng ta đã có thể kết nối được một phần của sợi dây thắt lưng vào chiếc túi rồi. Hãy dùng kim chỉ và may ở phần mấu còn lại. Ở cạnh còn lại của chiếc túi, chúng ta cũng sẽ may một đầu của sợi dây da nhỏ khi nãy vào bằng kim chỉ. Và chúng ta có thể quan sát để thấy là ở đầu còn lại của sợi dây nịch, đó là một phần sợi dây thẳng như thế này. Nếu như chúng ta cũng may giống như ở bên kia, gập xuống và cố định lại. Bây giờ thì quý vị hãy xem thử thành phẩm của chúng ta sẽ như thế nào khi nối đầu còn lại của sợi dây nịch vào trong chiếc móc này nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn lại kỹ thử xem chiếc túi ban đầu không có quai và chúng ta không biết làm sao để có thể mang chúng ra đường dạo phố cùng với chúng ta được. Nhưng bây giờ thì đã có một phần quai xách. Trông rất là hợp đúng không ạ? Hợp về màu sắc và cả những họa tiết kim loại trên phần sợi dây nịch đã tô điểm thêm cho chiếc túi của chúng ta trở nên xinh xắn hơn. Và quý vị thấy đó, với phần sợi dây nịch rất là đặc biệt này, có chiếc móc khóa ở đây, chúng ta còn có thể tăng đưa để giúp cho cái sợi dây quai này ngắn đi hoặc là dài ra theo ý thích của chúng ta. Bây giờ thì cùng với Diễm Loan xem nó có hợp hay không nhé. Chúng ta còn có thể tự tạo cho mình những chiếc túi đựng những món đồ lặt vặt hoặc thậm chí là đựng những thiết bị công nghệ hiện đại như chiếc máy tính bảng chẳng hạn. Và cách thức để có thể thực hiện rất đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng những tấm vải simili như thế này. Diễm Loan cũng sẽ dùng một sợi dây thắt lưng đã cũ của mình. Trước tiên chúng ta sẽ tạo ra một chiếc túi đã. Chúng ta chỉ cần gập đôi phần vải simili này và cắt ra một hình chữ nhật với chiều dài sẽ là 60cm, còn chiều rộng sẽ chỉ là 20cm thôi quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thao tác may, gập phần mặt trái lại ở cạnh chiều rộng của hình chữ nhật này. Và chúng ta sẽ may cố định, đây sẽ là phần mép của chiếc túi và thực hiện giống như vậy với cạnh còn lại. Bây giờ chúng ta đã có được hai phần cạnh của chiếc túi, đây là phần miệng túi đã khá là chắc chắn. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một ít miếng dán dính, chúng ta sẽ cắt ra một đoạn dài 6cm và tách đôi miếng dán dính này ra. Có thể sử dụng súng bắn keo cho thao tác này. Cho hai phần miệng túi áp sát vào nhau và chúng ta sẽ may hai đường dọc theo phần thân túi. Cuối cùng chúng ta lộn phần mặt phải ra thì bạn đã có một chiếc túi như thế này. Với sợi dây thắt lưng này, Diễm Loan sẽ cắt ra một đoạn ngay phần mặt của dây thắt lưng.
bo tròn để chúng khá giống nhau ở hai đầu và dùng keo để cố định phần mặt dây thắt lưng lên trên phần miệng túi. Độ dài hay ngắn của chiếc túi là tùy thuộc vào sở thích của chúng ta. Ở đây Diễm Loan sẽ làm cho phần dây quai này ngắn một chút. Vì sợi dây thắt lưng này khá là dày, do đó Diễm Loan sẽ sử dụng keo để dán. Dán phần dây vào phần miệng của chiếc túi. Như vậy là bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong chiếc túi được làm bằng tay rất là khéo léo. Như thế nào ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có thể thực hiện thành công những chia sẻ rất đơn giản nhằm giúp cho những sợi dây thắt lưng cũ có thể được tái sử dụng trong một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay nha. Còn bây giờ Diễm Loan xin chào quý vị.